Hi, xin chào cả nhà. Thì để giải trí một chút xíu thì chúng ta sẽ bắt tay ha, làm thử một cái poster giống như cái demo các bạn đang xem ha. Vui là chính ha. Thì cách làm các bạn nhìn thấy nó có đơn giản không các bạn? Rất là đơn giản đúng không? Thì mình sẽ đào hình trên mạng về là hình nó sẽ như thế này ha. Thì chúng ta sẽ cần một cái hình nào đó để chép vào, ví dụ hình của chính các bạn ha. Thì các bạn lưu ý là mình tìm hình sắc nét một chút xíu, với lại là hình chất lượng ha, với lại là nó hợp với cái poster này một chút xíu. Thì mình sẽ chỉ các bạn cách cắt ghép đơn giản ha, thì cũng là ôn lại những bài tập cũ thôi ha. Thì các bạn tìm một cái bức hình nào đó ha, ví dụ ở đây mình có một số hình mẫu như thế này ha. Rồi bây giờ hình tin tin như thế này đi ha. Thì cắt đối tượng ra thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Thì chúng ta có thể dùng band nè ha, cắt theo rìa của đối tượng ha, ví dụ như vậy ha. Rồi cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng những cái công cụ chọn này ha, ví dụ như là Magic One Tool, Magic ha, Magic Class Tool nè ha, Lasso Tool nè, thì chúng ta sẽ rê vào ha, rê vào những cái biên của hình đó. Đó là những cách để chúng ta cắt ha. Rồi mình sẽ dùng cách này để cắt, đó chính là Quick Selection Tool ha, cắt cho nó nhanh. Mà các bạn lưu ý ha, khi các bạn muốn dùng được Quick Selection Tool này nè, thì cái lưu bạn lưu ý là hình chúng ta phải sắc nét để cho cái đối tượng, để cho cái công cụ chúng ta có thể chọn được ha, chính xác những cái đường, không có bị lấn ra ngoài hay gì đó thì nó sẽ chọn chính xác hơn. Lưu ý là cái hình phải chất lượng ha. Đó. Mình sẽ cắt thử với bạn coi ha. Lỗ tai nè ha. Đó ha, các bạn thấy là khi mà hình sắc nét á, thì khi mình chọn vào thì nó sẽ lấy liền được cái đường nét của mình, nó rất là nhanh ha. Các bạn lưu ý ha, những cái phần mà mình không cần lấy, ví dụ như cái phần thừa như chỗ này nè, các bạn giữ nút Alt ha, Alt Add á, các bạn thấy sẽ cái công cụ từ cái hình dấu trừ ha, nó sẽ loại cho chúng ta những cái vùng đó ra. Alt ha, giữ Alt Add. Rồi các bạn thu nhỏ, lớn nhỏ đối tượng của mình ra cho nó dễ làm ha. Antenna nè, trừ nè. Đó ha. Ví dụ như mình lỡ mình lớn vô đây một chút xíu đi. Ha. Thì các bạn giữ này, ví dụ như lớn vô cái vùng này nè ha, thì các bạn giữ là shift ngược lại là cộng thêm vô. Ha, shift là cộng thêm vô, còn antenna là trừ ra ha. Rồi chúng ta vừa lấy được cái ví dụ như thế này ha, thì chúng ta sẽ cần trên C nè ha, chúng ta sẽ qua cái bot này Ctrl V bát ra ha, Ctrl T hiệu chỉnh lại sao cho phù hợp ha. Bây giờ chúng ta sẽ xéo xuyên xuyên gì đó tùy các bạn ha. À, chúng ta cho thẳng luôn cũng được ha. Ha. Thì bước tiếp theo là chúng ta muốn cái đối tượng của mình á, nằm sau lưng Baymax. Baymax là cái nhân vật rất là đáng yêu của bạn ha. Khi các bạn xem phim thì các bạn sẽ thấy được nhân vật của nó như thế nào ha. Rồi, để mình muốn cho cái đối tượng mình nằm lên trên thì trước tiên là chúng ta phải chọn là vùng chọn ha. Cũng là Quick Selection Tool ha. Đó, chúng ta sẽ chọn ha. Thì cái button này là cũng là đường nét nó bán nên là chúng ta sẽ dễ làm hơn ha. Ctrl J để nhân cái lớp lên ha. Và để nằm ở trên thì chúng ta kéo Baymax này lên ha. Rồi chúng ta sẽ hiệu chỉnh đối tượng của chúng ta lại ha. Ví dụ như vậy chẳng hạn ha. Thì để cho nó được sống động và nó có chiều khối 3D hơn thì chúng ta sẽ chỉnh thêm ha. Đó chính là chúng ta sẽ tạo shadow, tạo bóng cho từng đối tượng ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo cho bay mắt ha. Blending option, Rough Shadow ha.
những cái bài tập đơn giản đó mình ôn lại ha các bạn ha. Ta chọn size lớn chút xíu ha. Ta có thể giảm bớt xuống ha, đó. Rồi để cho cái đối tượng của mình này nè, nó giống với đối tượng BMax trên đây thì chúng ta sẽ copy nè ha, copy layer style. Bát ra. Ha. Đó, và chúng ta đã tạo được một cái poster đơn giản và những cái bước cắt đơn giản ha. Thì mình chúc các bạn làm thử và sẽ thành công với những poster từ chính chúng tay chúng ta làm ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và chúc các bạn thực hiện thành công cái bài tập nho nhỏ này ha.